trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn là ngôi trường trung học đầu tiên của Sài Gòn, được thành lập lâu đời nhất vào năm 1874 và được chọn là một trong những di tích văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua hơn một thế kỷ, kiến trúc mang đậm chất Tây Âu vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn, dù đã trải qua nhiều lần trùng tu và sửa chữa. Nhìn lại chặng đường lịch sử hơn 140 năm, thầy và trò của trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn vô cùng tự hào khi vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Ủy ban Nhân dân thành phố về thành tích tham gia tốt các phong trào giáo dục, xã hội hóa giáo dục toàn dân. Tự hào với những thành tích đã đạt được, ngôi trường mang tên nhà bác học uyên bác nhất thế kỷ 18, Lê Quý Đôn sẽ mãi mãi là điểm sáng của ngành giáo dục, là địa chỉ đáng tin cậy của các bậc phụ huynh, là cái nôi đào tạo cho lớp lớp các thế hệ học sinh trưởng thành, tự tin vững bước tương lai. Hòa trong không khí hân hoan cả nước chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, các cựu học sinh Lê Quý Đôn dưới sự chủ trì của thầy hiệu trưởng Hà Hữu Thạch cùng tổ chức chương trình Tri ân người khai sáng như một lời tri ân và ghi nhận công lao của những thầy cô giáo, những người đã dành trọn vẹn cuộc đời của mình cho sự nghiệp trồng người. Dù cuộc sống trải qua bao thăng trầm đổi thay, nhưng hình ảnh người thầy luôn là hình ảnh đẹp nhất, mang ý nghĩa thiêng liêng và cao quý nhất. Đó là những người lái đò thầm lặng,
đã cống hiến hết sức lực, trí tuệ và cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp trồng người. Con đò mộc mái đầu sương, mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày. Khúc sông ấy vẫn còn đây, thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông. Chúng em đã đến với cuộc đời này từ sự hy sinh thầm lặng của thầy cô trên những chuyến đò chở nặng yêu thương. Những con đò ấy cứ âm thầm lặng lẽ suốt ngày đêm, bỏ lại sau lưng bao nỗi nhọc nhằn, vượt qua mọi khó khăn phía trước, đưa những con đò tri thức cập bến bờ tương lai. Thầy cô không chỉ là người đưa chúng em khám phá những chân trời tri thức mới, mà còn dạy cho chúng em những bài học về đạo làm người, dạy cho chúng em biết cách đối nhân xử thế và cả cách yêu thương cuộc sống, biết sẻ chia hạnh phúc. Chính thầy cô đã chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò được bay cao, bay xa, vươn tới tầm cao mới mà ngàn đời chẳng tựa vinh danh. Mang vào mình kiếp tầm rút ruột nhã tơ, thầy cô lặng lẽ làm đẹp cho đời bằng những con chữ, bằng những yêu thương chân thành dành cho bao thế hệ mai sau. Sau 12 năm tôi rời trường, nhận nhiệm vụ ở nhiều cái trường trung học phổ thông khác trong thành phố, thì hôm nay tôi được Sở Giáo dục Đào tạo tín nhiệm và bổ nhiệm quay lại với đảm đương cái chức vụ là hiệu trưởng của trường. Tôi rất là tâm tư và thực hiện những cái mong muốn của các thầy cô từng là giáo viên của trường và các em cựu học sinh muốn được họp mặt để gặp gỡ, giao lưu và ôn lại những kỷ niệm mà các thầy cô đã từng sống và làm việc tại ngôi trường này. Với những cái nguyện vọng mà rất là thiết thực và chính đáng đó, cho nên dù rất là bận bịu với công việc của năm học, nhưng tôi vẫn quyết định cùng với các bạn cựu học sinh tổ chức cái tuần lễ tri ân thầy cô giáo. Có nhiều cái hoạt động không chỉ là về họp mặt, mà một cái hoạt động điển hình như sáng nay các bạn đã thấy, đó là tất cả các bác sĩ, dược sĩ thành đạt sẽ đích thân khám, điều trị và cấp thuốc cho thầy cô. Không dừng lại chỉ ngày hôm nay, mà các bạn đó xem đây là nhiệm vụ của mình, lo cho các thầy cô cho đến khi lúc nào các thầy cô không muốn được chăm sóc nữa thôi. Ngoài ra bên cạnh đó thì ngày hôm nay cũng là ngày mà tôi chính thức đưa vào các hoạt động của học sinh theo từng nhóm ngành nghề, để cho các bạn cựu học sinh trường Lê Quý Đôn có một cái mối liên hệ hỗ trợ giúp đỡ cùng nhau phát triển trong cái xã hội, chẳng hạn như ngành nghề về kinh tế, về địa ốc, rồi kinh doanh vân vân, thì là sẽ nhóm hợp lại để cùng nhau giúp nhau với một cờ sắc áo của học sinh Lê Quý Đôn. Và bên cạnh đó thì các em cũng có nhiệm vụ hỗ trợ cho thầy cô khi những lúc mà thầy cô có những cái nhu cầu mà thực hiện những cái vấn đề mà trong cuộc sống của mình. Và cái hoạt động này sẽ duy trì hàng năm và trở thành một cái truyền thống không chỉ ở Việt Nam, mà hiện nay đã kết nối được với rất là nhiều bạn đang ở nước ngoài. Hiện giờ chúng tôi cũng đang online, trực tiếp kết nối với lại các bạn đang ở Australia, ở Mỹ, ở New Zealand, ở các cái nước, thậm chí ở Đông Âu. Các em hãy gìn giữ, hãy tự hào và hãy phát huy cái truyền thống tốt đẹp này, để làm sao học sinh Lê Quý Đôn luôn luôn là hiếu học, tôn sư trọng đạo và có một tinh thần đoàn kết. Thầy cô, hai tiếng gọi thiêng liêng và cao quý ấy, suốt cuộc đời này chúng em mãi mãi khắc ghi. Trong mỗi thành công và mỗi sự trưởng thành của chúng em ngày hôm nay đều ẩn hiện những giọt mồ hôi, những sợi tóc bạc màu, những trăn trở buồn vui và cả sự hy sinh thầm lặng của các thầy cô. Sự tận tụy trong lao động trí tuệ và tâm hồn của các thầy, các cô đã góp phần tạo nên những nhân cách và xây bệ phóng thành công cho các thế hệ tương lai của đất nước. Những chuyến đò thầy cô đưa giờ đã cập bến bờ vinh quang. Những con chim non ngày nào
giờ đã tự tin sải cánh bay, chạm lấy những ước mơ, khát vọng và biến chúng thành hiện thực. Dù sự nghiệp có thành công rực rỡ, dù có địa vị vững chắc trong xã hội, nhưng chúng em vẫn mãi mãi không quên ngôi trường Lê Quý Đôn thân yêu và công ơn các thầy cô đã tận tâm dạy dỗ để chúng em có được ngày hôm nay. Giờ đây, những đứa con thơ vụng dại ngày nào đã trở về dưới mái nhà xưa, về bên vòng tay yêu thương của những người cha, người mẹ thân yêu. Còn gì hạnh phúc hơn khi được tự tay mình chăm sóc, khám chữa bệnh cho những người thầy, người cô đáng kính, những người đã ươm mầm cho sự thành công của chúng em ngày hôm nay. Xin mượn ánh sáng của những vì sao tinh tú trên bầu trời, xin mượn những tiếng yêu thương nồng ấm nhất trên đời để xếp thành hai chữ tri ân. Để tri ân cho những giọt mồ hôi mặn đắng, những đêm thức trắng soạn bài, tri ân những mái đầu bạc dần cùng bụi phấn, và tri ân tất cả những gì mà thầy cô đã làm cho chúng em. Xin tri ân thầy cô suốt một đời, như sóng kia ngàn năm nhớ về nguồn. Ta vào đời trên bước đường công danh, nay thành tài để có một tương lai, một tương lai sáng. Xin tri ân thầy cô suốt một đời, như cây kia ngàn năm nhớ về cội. Ta làm người luôn nhớ ơn, một đời xin chưa quên, một đời xin chưa. Đã có dịp được quay lại trường cũ, thì mình học từ ở đây từ năm 89 đến năm 92, thì các thầy cô đã dạy dỗ mình và sau đó thì mình đã có cơ hội được học y. Thì khi quay lại thì mình cũng xem như là một học trò nhỏ quay lại, thì gặp thầy cô thì rất là mừng, được cầm tay các thầy cô, được thăm hỏi sức khỏe, được hỏi han, và mình gợi lại những cái kỷ niệm ngày nhỏ thì mình rất là mừng. Có một số thầy cô thì là đã dạy dỗ chính các thầy cô đã dạy dỗ mình, nhưng cũng có những thầy cô lớn tuổi hơn nữa thì cái sức khỏe cũng có những cái vấn đề, thì mình có dịp mình giống như là nhờ cái công ơn thầy cô mình đã được học một cái kiến thức như vậy, thì bây giờ mình có thể chia sẻ một chút xíu hoặc là tư vấn về sức khỏe cho thầy cô thì mình rất là vui và mình cảm động lắm. Đối với thầy cô thì với tư cách là một học trò nhỏ thì mình rất là mong là thầy cô lúc nào cũng khỏe mạnh hết á, và cái cuộc sống rất là vui vẻ, thoải mái, để mà có những cái dịp mà trường tổ chức những cái buổi họp mặt thì có thể tham dự được và gặp gỡ lại bạn bè, đồng nghiệp, gặp gỡ lại học trò để cùng chia sẻ những cái vui, những cái niềm hạnh phúc với nhau. Trước nhất cô cũng xin nói là cô đã xa trường lâu rồi, nhưng mà vẫn được nhà trường, được các em phụ học sinh đều lên danh sách mời về trường để dự cái buổi lễ hôm nay. Thì trước nhất là cô rất là hãnh diện và rất là sung sướng vì mình có được những người học trò ra đời thành đạt, và không bao giờ quên những người thầy cô cũ là những người đã dẫn dắt mình trong một thời gian ngắn. Thì cô chỉ nói vậy thôi. Rồi bây giờ khám bệnh xong rồi cô thấy học trò bây giờ giỏi quá. Trò giỏi quá. Mà mình đi đâu mà mình gặp được học trò giỏi như vậy đó, thì là mình rất là hãnh diện, rất là sung sướng. Chào cô ạ. Hôm nay là cái ngày rất là đặc biệt. Cô quay trở về trường để tham gia chương trình là tri ân người khai sáng, đúng không ạ? Thì cô có thể chia sẻ cái cảm nhận của mình khi mà quay trở lại trường gặp những người học trò này, rồi những người đồng nghiệp của mình nữa. Thì cái cảm xúc hiện tại của cô là như thế nào? Khi mà những người học trò ấy là những người trò ngày xưa cô dạy dỗ và bây giờ quay trở lại để mà khám sức khỏe cho cô thành đạt rồi đó, dạ, xin mời cô chia sẻ. Khi mình nhận được thiệp mời thì mình rất là vui, bởi vì là đúng là ngày 20 tháng 11 là ngày tri ân các thầy cô giáo, và hôm nay đó là các bạn ở trường đã làm một việc mình thấy rất là có ý nghĩa, tức là các bạn ra trường
là thành công và rồi là bây giờ quay trở lại trường để mà khám sức khỏe cho thầy cô giáo. Đấy là một việc làm rất là hữu ích, giúp các thầy cô giáo coi như là tuổi già mình cảm thấy là mình không có hưu quạnh. Thế và là gì nhỉ, các em vẫn nhớ đến mình và chăm lo đến sức khỏe của mình. Và đối với lại các bạn học sinh còn đang ngồi ở trường đó, thì mình thấy là các bạn nên học tập theo các anh chị của mình, tức là biết đền ơn đáp nghĩa với những người thầy cô mà đã khai sáng cho mình. Hy vọng là mỗi năm sẽ được gặp lại các học trò rồi các đồng nghiệp. Đây là cơ hội để cho mọi người gặp nhau và chia sẻ. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Dưới ánh hào quang của ánh sáng mặt trời, không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học. Mỗi năm qua đi, những ngọn lửa tâm huyết của các thầy cô không những không lụi tàn, mà nó còn cháy sáng hơn, mãnh liệt hơn. Dẫu thời gian có lấy đi tuổi trẻ, có lấy đi sức khỏe, nhưng không thể lấy đi những giây phút thăng hoa cảm xúc trong ngày gặp lại những người đồng nghiệp thân thương. Buổi họp mặt không chỉ để ôn cố tri tân, ôn lại những kỷ niệm xưa, mà còn là dịp tìm về nơi bình an giữa bao thăng trầm của cuộc sống. Hy vọng ngày hội ngộ hôm nay mãi mãi trở thành dấu ấn đẹp, sẽ không phai mờ trong tâm tưởng của các thầy cô. Em mong rằng là những bạn giáo viên trẻ, trẻ như cái thời của em, hoặc là trẻ hơn những thế hệ 8X sau này, giá mà có được những cuộc gặp như thế này với các thầy các cô như thế này đây, thì em tin chắc rằng là mỗi khi mà các bạn bước lên trên bục giảng, mỗi khi các bạn làm cái công việc nghề giáo của mình, thì các bạn sẽ hiểu được rằng truyền thống Lê Quý Đôn, sẽ hiểu được rằng là khi các bạn bước lên trên bục giảng đó là đã nhận biết bao nhiêu cuộc đời, biết bao nhiêu hào khí của người đi trước đã để lại, để các bạn có thể làm tròn thiên chức mà truyền thống này đã dành tặng cho các bạn những cơ hội quý như thế. Và trong khuôn khổ của cái ngày hội trường ngày hôm nay, thì ban giám hiệu nhà trường, thầy hiệu trưởng cũng đã có tổ chức những cái phòng học riêng ở trong trường của mình, và có rất nhiều thế hệ cựu học sinh của Lê Quý Đôn vào trở lại phòng học của mình, vào trở lại lớp học của mình để có thể gặp gỡ, để có thể ôn lại kỷ niệm và đang sinh hoạt, hiện tại bây giờ đang sinh hoạt trong các phòng học của trường Lê Quý Đôn chúng ta ở đây. Sau khi mà họp hội đồng, một cuộc họp hội đồng truyền thống và mở rộng này, thì ban giám hiệu nhà trường sẽ có kính mời các thầy cô sẽ ra sân để dự lễ. Cho nên là mong là các thầy cô sẽ sức khỏe, niềm vui và sẽ có được một cái ngày dự lễ để kỷ niệm 34 năm ngày nhà giáo Việt Nam chúng ta tại trường Lê Quý Đôn hết sức hạnh phúc. Và cảm ơn các thầy các cô rất nhiều. Lời thầy cô mãi mãi vẫn nhớ, mãi mãi vẫn nhớ ghi trong cuộc đời. Những công ơn năm xưa đã cho ta hôm nay ngày mai. Thầy cô vui nghe câu thơ, tiếng hát đêm lơ còn đó như thuở nào. Những nụ hồng nở hoa thắm tươi tay người. Lời thầy cô mãi mãi vẫn nhớ, mãi mãi vẫn nhớ ghi trong cuộc đời. Bước chân đi hôm nay có ai quên đôi tay người xưa. Thầy cô mang bao yêu thương, tiếp bước đến lớp là ước mơ thuở nào. Những nụ hồng nở hoa thắm tươi. Về với trường xưa, lớp cũ, niềm vui như vỡ òa bên những cái bắt tay thật chặt, bên những cái ôm nồng ấm, bên nụ cười rạng rỡ ân tình giữa thầy cô và bạn bè. Xin lưu lại trong tim những hình ảnh thân thương và đáng yêu nhất, lưu lại những khoảnh khắc hồn nhiên nhất của tuổi học trò, để mai đây trở về với cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thêm nguồn động lực cho sự vươn tới tương lai. Thank you.
Này bạn thân hỡi, ta hãy cứ vui lên đi nào. Dù ngày mai đây ta xa cách nhau nơi phương trời, ngày nào bên nhau cùng ca vang khắp trời. Giờ mỗi đứa một nơi, còn biết nói gì đây? Dù mai xa cách ta vẫn nhớ mãi phút giây này. Ngồi kề bên nhau ta ca hát với ánh sao trời. Đừng buồn ban hơi vì tương lai đến rồi. Bão giông sẽ qua, một ngày tươi đẹp hơn. Bạn ơi ta cứ vui và quên đi khó khăn. Mình vẫn sẽ giữ mãi một tình bạn thiên tha. Dù không chung lối đi, lòng tôi luôn chúc cho hạnh phúc sẽ đến với người bạn thân trong cuộc đời. Này bạn thân ơi, ta hãy cứ vui lên đi nào. Dù ngày mai đây ta xa cách nhau nơi phương trời, ngày nào bên nhau cùng ca vang khắp trời. Giờ mỗi đứa một nơi, còn biết nói gì đây? Dù mai xa cách ta vẫn nhớ mãi phút giây này. Ngồi kề bên nhau ta ca hát với ánh sao trời. Đừng buồn ban hơi vì tương lai đến rồi. Bão giông sẽ qua, một ngày tươi đẹp hơn. Chúng mang thêm áo mới, mang gặp lại chúng vẫn như xưa. Kính chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây, dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút quên bài, ngày nào giây chúng quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Trong trí nhớ đường thênh thang bạn thân kéo nhau về, bốn phương trời gọi nhau vang tiếng cười. Bao âu lo giờ đây cũng xin ngừng. Có một người giờ đây đã quá lớn, một người kia giờ đây cũng âm thầm. Có một người về đâu nơi cuối trời, nghe đâu đây còn vang tên nhau. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây. Nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rơi chung mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Khi chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây, dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút quên bài, ngày nào rơi chung quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Thank you.
ngày hôm nay chợt nghe cũng thật thà, có nụ cười mọi hôm nghe não nề, ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn. Có con đường nào không có đích đến, làm sao quên được nơi đã bắt đầu. Hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười, cho lo ngày mai quá mau. Chúng yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rời trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Khi chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây, dường như có tiếng ai gọi tên tôi. Từ hôm nay lại quên bút quên bài, ngày nào rời trường quên trang giấy trắng. Giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Xưa rồi, giờ đây khác ngày nào xưa rồi, trường mặc thêm áo mới, mà gặp lại trường vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên mút quên bài. Ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Chương trình tri ân người khai sáng đã khép lại với bao cảm xúc thật đong đầy. Ước mong những nụ cười của hạnh phúc, những ánh mắt của thương yêu sẽ mãi hoài rực sáng trong tim mỗi người. Chân thành cảm ơn các bạn trong ban tổ chức và những tấm lòng thơm thảo của bạn bè trong và ngoài nước đã ủng hộ để chương trình được thành công mỹ mãn. Trân trọng cảm ơn các quý thầy cô đã dành chút thời gian quý báu về dự buổi họp mặt đầy ý nghĩa này. Kính chúc quý thầy cô cùng toàn thể các thế hệ học sinh Lê Quý Đôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Phượng hồng còn rơi thắm tươi sân trường, gửi lại cho ta nhớ thương ngày xưa. Kỷ niệm nào quên phút giây xa trường.